Xin chào anh chị nha. Em tên An, em đến từ kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre giá rẻ anh chị ơi. Hôm nay em gửi tới anh chị một miếng đất vườn, mặt tiền kinh mà đường ô tô nữa. Đó, rất là đẹp nha anh chị. Xung quanh á là trồng tỉa cây rất là nhiều. Thuộc xã Quế Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre nha. Miếng đất mình á có diện tích là 500 m², chiều ngang á là hơn 17 m, chiều dài á là gần 30 m nha. Có sẵn 100 m thổ cư luôn. Đó, trên đất hiện tại nguyên có hàng rào nè, mặt tiền có hàng rào rất là đẹp anh chị. Đó, nguyên một hàng dừa xiêm luôn. Đây là con kinh nè, cầu qua đó. Rất là đẹp. Anh chị mình ngắm đây nè. Đó. Gió rất là mát luôn ha anh chị. Khung cảnh không khí mà không khác gì những resort nghỉ dưỡng ha. Ở trước đất anh chị xem nè, đây là nguyên một vườn chôm chôm nha. Khu vườn này á là bà con trồng trái cây rất là nhiều, chôm chôm nè, sầu riêng nè, măng cục nè, thì mít nữa anh chị, mít siêu sớm á. Con đường này là đường thông nha, đường bê tông rộng 3,5 m, hướng này đi khoảng 700 m á là mình tới được chợ, trường học, ủy ban xã Quế Thành, đường 1/3 cũ rồi á, mình có thể đi ra ngoài ngã năm Phú Đức nè, quốc lộ 57B, tên gọi cũ lúc trước là tỉnh lộ 883 cũ á. Ngay chỗ ngã năm Phú Đức anh chị quẹo trái á, là mình đi tới được Phà Tân Phú, qua bên chợ Lách, Cái Mơn, Vĩnh Long, Cần Thơ rồi được không ha. Còn ngã năm quẹo phải là mình hướng về đổ về cầu Rạch Miễu 2 và 1, rồi thành phố Mỹ Tho trở về thành phố Bến Tre được luôn. Đó, rất là tuyệt vời ha anh chị. Từ bến xe miền Tây mình chị về đây á là tầm khoảng 85 cây số à, chưa tới 85 cây nữa. Còn có đường này nè, đó ngay chỗ đó nhà dân nè, nhà dân xung quanh đây đều có nhà dân hết đây, tối mình có đèn đường luôn đó. Đường này á là đường thông liên xã Quế Thành với Thành Triệu, mình có thể đi xã Tiên Thủy được luôn, và đi ra khu công nghiệp An Hiệp nữa, rồi trở về ngay trung tâm của thành phố Bến Tre được luôn hết anh chị. Đó, về phần cây cầu nè, đường xá thì ngon lành, đất thì cực kỳ đẹp luôn, có sẵn thổ cư nữa. Cầu này rộng khoảng là 4 m, 3,5 m tới 4 m. Đó, rất là chắc chắn nè, nên xe ô tô mình cầu để làm cho ô tô vô mà. Đó, đây là con kinh nha. Rất là tuyệt vời ha anh chị. Nguyên cái hàng dừa này là hàng dừa xiêm nha. Đó. Nguyên hàng dừa xiêm luôn. Thì trụ ranh là từ đây ngang qua là 17.13 m. Nguyên hàng rào thì được xây rất là kiên cố ha anh chị. Chắc chắn nha, đẹp lắm. À, khá là đẹp luôn. Dạ, ở trong chị mình gà. Địa chỉ đất mình là thuộc xã Quế Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre nha. Em đang đứng trong đất của mình nè. Đất thì sạch sẽ, cao rõ rồi. Đó, xung quanh thì có hàng rào hết đây. Đó, có hàng rào anh chị xem ha. Hàng rào lưới 70 nên ranh giới rõ ràng, không có tranh chấp nha anh chị. Ở đây có cây bưởi nằm kẹt vô nè. Bưởi này chín đấy nè. Bưởi da xanh ha anh chị. Đó. Đây là phía sau đất mình nè. Sao từ đây ngang qua, xung quanh thì có hàng rào hết đây. Đó. Đó. Ở dưới đất nhìn lên ha. Thì trên đất thì hiện tại là rất trống không à. Mình được 6-7 cây bưởi, bưởi da xanh. Đất của mình là hướng chính nam nha anh chị, hướng chính nam nha. Ở phía sau nè là hàng xóm mình trồng sầu riêng. Rồi sầu riêng nè, cũng sầu riêng này cũng đang cho trái hay gì đó. Dạ, đây có bưởi nữa anh chị. Wow. Thích quá anh chị ơi. Bên đây có nhà hàng xóm mình ha. Còn bên hông đất nè. Đó. Dạ, về phần bức tường đó là bên đó thì có mộ ha, hai cái mộ của gia đình bên hàng xóm.
Đó, nói chung là của hàng xóm thôi à. Còn đất của mình sạch sẽ, cao ráo, không có mộ gì hết. Đất này lúc trước là trồng trái cây. Khu vực này là nước ngọt thì quanh năm ha chị, có nước máy tới chỗ luôn, cực kỳ thích hợp cho anh chị mình về đây mình mua để mình nghỉ dưỡng nha. Em lấy sổ cho anh chị mình xem ha. Mặt tiền trước đất thì giáp với Gòn Kinh, đá đường xe ô tô. Dạ đây là sổ mình nè anh chị ơi. Tờ đất số nè, 443. Tờ bản đồ số 6 ha. Địa chỉ là xã Quế Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Diện tích là 500m2. Hình thức là sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn mình có 100m, còn lại đất trồng cây lâu năm ha, 400m. Thời hạn sử dụng đất ở thì lâu dài, đất cây lâu năm đến ngày 15 tháng 11 năm 2041. Còn bên đây sơ đồ sổ mình nè. Sổ rất là đẹp anh chị, với chiều ngang á là 17.13m. Có hiển thị kinh luôn ha. Sổ mình đất mình hướng chính nam. Chiều dài một bên là 29.55, một bên là 28.82. Hậu á là cũng là 17.13m luôn. Giá đến chị mình sở hữu á là một miếng đất gần chợ trường học ủy ban. Mặt tiền với mặt tiền kinh, đường ô tô mình chạy thoải mái luôn. Đó, view cực kỳ đẹp ha. Thuộc xã Quế Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Là chỉ có 1.700.000.000 nha. 1.700.000.000. Đó. 1.700.000.000 nha. Giá này mình còn có thể thương lượng được. Anh chị về đây mình xây cái nhà vườn lên mình nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời anh chị, không khí cực kỳ thích luôn. Xung quanh thì tập trung rất là nhiều điểm khu du lịch, homestay nghỉ dưỡng đâu á, vườn trái cây, du lịch sinh thái đâu anh chị. Dạ còn trước đất mình nè, nguyên một vườn chôm chôm ha. Đường này thì đổ ra ngoài chợ trường học ủy ban xã Quế Thành là chỉ có vài trăm mét thôi. Hồi nãy giờ em đứng quay anh chị có thể ý không, xe lưu lượng lưu thông rất là nhiều. Bà con ở đây chủ yếu là trồng trái cây không à, nên không khí thì rất là mát mẻ ha anh chị. Ít có chăn nuôi nên không bị ô nhiễm gì hết trơn. Đây hàng xóm mình nè, hàng xóm mình nè, hàng xóm mình ha. Đó. Rồi bây giờ em sẽ chạy từ đây nè, em chạy ra ngoài hướng chợ Quế Thành thì trường học ủy ban cho chị mình xem ha, gần đó có tiện ích gì. Chỉ có vài trăm mét thôi à. Dạ rồi, bây giờ mà anh chị mình đi theo em ra hướng ngoài chợ trường học ủy ban xã Quế Thành cho anh chị mình xem nha. Rất là gần luôn anh chị. Đường này á, như anh chị thấy ha, rất là rộng ha. Bên phải mình là Con Kinh. Không khí rất là mát mẻ, cực kỳ thích luôn ha anh chị. Đường này xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ mình ra vào thoải mái luôn này. Trường hợp anh chị mình đi du lịch á, đó là xe tới nhà luôn ha. Hoặc là bà con xa mình ở xa mà Sài Gòn hay gì mình về đây á là xe tới nhà luôn, rất là tuyệt vời. Về đây nghỉ dưỡng cực kỳ thích. Chỉ có 85 cây số là cách thành phố Bến Tre, xin lỗi chị, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là chỉ 2 tiếng đổ lại nè là anh chị mình về được mảnh vườn của mình 500m2. Đó đây là chùa nha, chùa Tâm Thành. Dạ mình cách chùa là chỉ có 100m nha anh chị. Chùa Tâm Thành, chùa này thì bà con người ta đi cũng nhiều lắm anh chị. Dạ tại vì miếng đất mình á nó gần với Con Kinh nên anh chị mình đào ao mình lấy nước vào mình nuôi cá đó cũng tiện lợi nữa anh chị ha, rất là tuyệt vời. Nước ngọt khu vực này thì quanh năm luôn rồi. Đặc biệt á, về đây anh chị mình muốn mua cây giống gì á cũng rất là dễ mua nha, xứ sở của trái cây, cây giống mà. Đây căn nhà này lúc trước em cũng có giới thiệu bán nè, đã bán rồi anh chị. Đó, trái cây thì cực kỳ nhiều luôn rồi. Nhà cũng đông nữa. Rất là thích luôn anh chị ơi.
Mình có hàng rào sẵn ha, chỉ về đây mình cất cái nhà nhỏ nhỏ, còn gọn thôi. Còn xung quanh á, mình đào ao, mình trồng trái cây lên. Nghỉ dưỡng là khỏi chê luôn rồi, chờ trường học ủy ban là đặt trường hợp mình về đây mình định cư lâu dài cũng được nữa anh chị. Chờ trường học ủy ban là chỉ có vài trăm mét thôi ha, làm thủ tục hành chính nè. Thì con em mình đi học á, cũng rất là gần. Đường này mấy em mà lớp 5 trở lên đi, dạ là mình đi học xong mình chạy về cũng là yên tâm ha anh chị. Con đường quê mà nên đi học về cũng rất là gần, chỉ cách chợ trường học ủy ban là chỉ có vài trăm mét à. Thuộc xã Quế Thành đó anh chị, xem nè, xe taxi chạy đó đó, hai xe mình tránh nhau được luôn nha. Đó em thường quay mấy miếng đất mà em nói cái đường đan mà rộng 3 mét 3,5 mét á, là anh chị mình hay nói ví dụ mà hai xe mình đối đầu nhau á là mình nhường nhau á anh chị, mình tới cái cổng nào chỗ nào rộng rộng mình nhường nhau thôi, ở quê rất rộng mà. Dạ đây là đồ nhựa nha, ngay đầu đường khu vực này gần chợ trường học ủy ban này. Bây giờ em đi quay là 10 11 giờ rồi nên cũng tan chợ rồi anh chị. Chứ chợ này lớn lắm, nhộn nhịp lắm. Đây là ủy ban xã Quế Thành nha, ủy ban xã Quế Thành đó. Còn bên đây là chợ nè, gần chợ mình có bưu điện ha. Đó chợ rất là lớn luôn anh chị, nhộn nhịp lắm, tại em đi quay là buổi trưa. Hướng này anh chị đi thẳng là ra ngoài quốc lộ 57B ngã năm Phú Đức rồi đó. Còn mình hãy đi đường này, đường Nguyện Lộ 13 cũ nha. Rồi rồi, cũng xin dừng video tại đây. Chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye bye.